Xin chào các bạn. Đây là chủ đề nói đạo lý thứ hai. Đừng bao giờ tiết kiệm tiền lúc còn trẻ. Bạn có thấy ai tiết kiệm tiền mỗi tháng 1-2 triệu rồi gửi ngân hàng mà giàu chưa? Hãy dùng số tiền đó đầu tư cho chính mình, học hành và làm chủ các kỹ năng. Khi bạn là một người giỏi thì bạn sẽ tự khắc giàu lên. Đọc xong câu này là biết nào viết là sai quá sai. Sai lắm các bạn. Đây là chủ đề nói đạo lý, nhưng mà nó liên quan vấn đề về kinh tế. Các bạn hãy tiết kiệm từ khi các bạn còn trẻ, đó là tôi khẳng định với các bạn. Nhưng mà tiết kiệm không chưa đủ mà phải biết đầu tư cái số tiền đó. Tôi có đọc một quyển sách là tài chính dành cho người Việt Nam của anh, hay là gọi là thầy Lâm Minh Chánh. Nếu mà bản thân tôi mà đọc cái quyển sách đó từ năm 18 tuổi thôi, trước khi tôi ra trường năm 24 tuổi, có thể bây giờ tôi nghỉ hưu rồi cũng nên. Tôi nói thiệt luôn á, đó là sự thật. Nếu mà bây giờ mà tôi biết cái chuyện đó là có khi giờ tôi nghỉ hưu cũng nên. Mình phải biết cách chia nhỏ cái số tiền mình kiếm được, và mình phải có kỷ luật với bản thân mình để mình đầu tư vô những cái chuyện như là học hành, chuyện tiêu xài cá nhân, chuyện đầu tư cho những cái mối quan hệ. Các bạn kiếm được 10 đồng, các bạn xài 3 đồng, 7 đồng còn lại các bạn chia nhỏ từng cái hộ. Mỗi tháng mà các bạn tiết kiệm được 1 triệu cộng thêm các bạn biết cách đầu tư đúng về trong lãi suất, lãi kép chẳng hạn, thì trong vòng khoảng 15 năm các bạn có thể nghỉ hưu cũng nên, nếu các bạn biết cách tiết kiệm đúng. Thật sự là như vậy. Những cái liên quan đến cái lãi kép, lãi suất kép, các bạn có thể học bên đầu tư dành cho anh của thầy Chánh. Mấy bạn trẻ nên học cái đó, đó là tôi khuyên. Và tìm cách đọc sách nhiều vô. Cái này tôi không có nhằm quảng cáo cho thầy hay là quyển sách nào hết, nhưng mà tôi thấy hay tôi chia sẻ. Và các bạn phải biết cách tiết kiệm cho mình. Tiết kiệm thật sự, 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu cũng tiết kiệm. Tiết kiệm để dành cho những cái về khi ốm đau, tiết kiệm cho tương lai. Và hãy đầu tư số tiền đó đến nơi đúng mà các bạn chuẩn bị để mình làm cho cái tương lai của mình. Và các bạn sẽ phải xác định đó là mình nghỉ hưu những năm 40, 45 hay 50 tuổi. Vì về già, về bản thân những ở Việt Nam mình không có chế độ phúc lợi tốt đâu. Nên là cái chuyện mà tôi phản bác cái câu này là chuyện tôi nghĩ là theo ý của tôi là nó là đúng. Được ha. Rồi đây là câu chuyện đạo lý thứ hai mà tôi hoàn thành. Cảm ơn các bạn. Follow kênh của tôi nhé.